Thì hôm nay vừa với một về một số cái mẫu, thì đây là những cái vòng như này là những cái vòng ở đây, những cái này là những cái vòng chồng, này là những cái vòng chồng để dành tặng cho những cái buổi livestream sắp tới của mình. Mà những cái vòng này mình mai ngày mai mình sẽ hoan hỉ nhá, mình sẽ hoan hỉ, ngày mai mình sẽ chưa có bán mà mình sẽ hoan hỉ để tặng những cái người nào người ta thật sự dành những tình cảm trân trọng với mình, thì tất cả những ngày mai mình sẽ được tặng một cái chỗ này. Còn mình chưa có chính thức bán ở trên livestream nhé. Ở đây là những cái mà vừa bắt đầu với bà ở đây xong, thì cũng mong sao tối ngày mai anh chị em nào mà ủng hộ mình thì ủng hộ tôi, thì cũng như là dành tình cảm của tôi, thì tôi sẽ tặng chứ không có bán nhá. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cái tình cảm của tôi để hoan hỉ đến tất cả những người nào yêu quý. Còn ngày mai tôi sẽ tặng bằng hình thức như nào và dành những tình cảm đó cho những người nào, thì ngày mai tôi sẽ vào livestream trực tiếp để cụ thể nhé.